ở trong chùa chúng ta những đức cũng thường phiên đại chúng khi thấy một con vật nào chết chúng ta đều đào đắt chôn nó giùm thí dụ như chùa chúng ta thường là thả chim rất là nhiều khi thả nhiều con chim như vậy thì cũng có những con chim nó bị yếu Nó sống không được bao lâu Thì nó chết Nhưng cũng rất là may mắn cho nó là Nó cũng được quy tam bảo Nghe được câu Phật hiệu Dài ba ngày gì đó Thì có vài con chim nó yếu nó chết Khi đại chúng ở trong chùa đi xung quanh chùa quét lá cây quý vị gặp một con vật nào chết quý vị đào đắt lên chôn nó chúng ta cứ ngồi suy nghĩ nếu chúng ta chết mà không ai chôn chúng ta cả thấy cũng vô cùng là thảm thương đó Như vậy thì Con vật này lúc nó còn sống Nó cũng chấp thân dữ lắm Khi nó chết Mà để sình thúi thì Nó cũng đau lòng Vì chấp thân Từ nơi đó mà Chúng ta gieo cái nhân Gặp một con vật Nó chết, nó nằm từ là một con vật nhỏ nhất Chúng ta thấy Chúng ta cũng chôn dùm nó Chúng ta làm chỗ này Là phát từ tâm Khi phát từ tâm lâu ngày Thì tự tánh Chúng ta hiển lộ Quý vị phải nhớ trong kinh Phật đã dạy rằng Trong tự tánh chúng ta có đầy đủ viên mãn Những năng lực vô cùng là viên mạng thần thông diệu dụng tất cả những khả năng gì trong tự tánh chúng ta đầy đủ viên mạng nhưng vì mỗi ngày chúng ta sống tâm chúng ta không khởi thiện lành không khởi tâm cảm ơn từ nơi đó mà tự tánh chúng ta không hiển lộ những năng lực đó ra được nên mỗi ngày chúng ta sống một việc chúng ta thấy vô cùng là nhỏ như là một con chim chết chúng ta chôn nó nhưng hỗ trợ cho tự tánh chúng ta hiển lộ tâm đại từ đại bi trí tuệ viên mãn hiển lộ cho đó ra mình phải siêng năng làm những việc thiện nhỏ Đủ duyên Làm được Việc thiện lên Làm lâu ngày Tâm của mình Nghĩ thiện đi làm thiện Thì tự tánh chúng ta hiển lộ Có được năng lực Vô cùng là lớn Những công đoạn Trong quyển sách An Sĩ Toàn Thư này Phần nhiều là Những đức đọc Những câu chuyện về nhân quả để học tập với đại chung những đức biết rằng là những câu chuyện này khi chúng ta học ra người sơ học lợi ích rất là lớn và người chưa nghe được phật pháp họ nghe họ cũng dễ tiếp nhận khi những chiếc máy chúng ta đưa ra bên ngoài chỗ lợi ích rất là lớn có rất là nhiều người gặp những đức nói rằng từ khi có được chiếc máy Họ cứ cầm chiếc máy họ nghe suốt Nghe được nhiều lần Có lợi ích rất là lớn Chuyển đổi được gia đình Nói đâu xa lạ Người anh có những đức Khi những đức tặng cho ông một chiếc máy Ông về, ông nghe những đức nói chuyện Một lần đầu, chưa ăn thua rất là may là ông nghe được nhiều lần thì ông lên chùa ông gặp những đức ông nói rằng khi mà đầu tiên nghe chú nói chuyện á thì trong lòng của người anh này cũng lo cho chú đó thấy sao chú nói chuyện hơi nặng quá lời nói sắp xếp, xếp đại chúng thấy quá cứng rồi nói những lời này mà nếu người anh ngồi bên dưới nghe chắc cũng khở tâm hơi bực mình đây nhưng lạ thay là người anh này nghe được nhiều lần thì người anh này nói rằng hay khi nghe nhiều lần thì thấy có đạo lý Mới nghe cái câu nói đó thì thấy nó chối tay lắm Nhưng tiếp tục nghe Nghe một chút thì lại lý giải cái câu đó ra Có tình có lý Đây là Chính người anh nhận đức Ông gặp như đức ông nói như vậy Người anh này thì không hiểu Phật Pháp gì đâu Nhưng ông nghe Nhận đức nói chuyện Ông lại cho ra một tư tưởng như vậy Nhận đức thấy ông này cũng rất là hay đó có nhiều vị gặp nhận đức nói rằng khi đầu tiên người anh những đức đi lên đây nhìn gương mặt của ổng nó đen đúa mà nhìn nó dữ lắm lần thứ hai ông lên thì nhẹ đường chung lần thứ ba ông lên thì càng nhẹ những lần sau này ông lên thì một số anh em gặp nhận đức nói rằng anh tư lúc này thấy gương mặt ổng hiền mà nhìn trắng lên những đức nói giảm phiền não ít lo âu nhờ nghe được phật pháp thì quý vị mới thấy được rằng phật pháp đem lợi ích rất là lớn đến với chúng sanh nếu nghe được phật pháp mà chân thật kiên trì nghe và làm khi hiểu được rồi thì nó gơ gụng đi những cái chỗ lo âu phiền não thì tự nhiên con người sống rất là vui vẻ từ đâu từ ngay chỗ phát tâm từ nếu mỗi ngày chúng ta sát sanh thì phát tâm từ rất là khó nên người học phật phải tập ăn chay nếu ăn chay trường được thì rất là tốt nhận đức đã thấy cái chỗ ăn chay trường này lợi ích rất lớn sức khỏe tốt chí tệ sanh. Tính tình giảm tối đa cái chỗ nóng tính. Người mà không nóng tính không sân hận, giảm giận hờn người khác để trong tâm thì nhất định là mình sống rất là vui vẻ. Mỗi một người nghe Phật pháp chúng ta tự hỏi lại mình đi. Nếu mỗi ngày bị vị, vị sống mà thường sân hận Dặn người này trách người kia Quý vị sống làm sao vui Sống làm sao mà vui vẻ Con người này Lúc nào cũng để Lửa trong người Nước sôi trong người Ai mà chịu gần người này Chúng ta nhờ ăn chay Niệm Phật Phóng sanh Hộ sanh Nên tâm từ bi chúng ta khởi lên tính tình càng ngày càng không săn hận nữa nên sức khỏe tốt trí tuệ sanh con người ai cũng muốn mình sức khỏe được tốt trí tuệ được lớn nhưng nếu tâm địa ác thì làm sao mà trí tuệ chúng ta phát sức khỏe chúng ta tốt nên người tu học chúng ta cái gốc tu học là ngay chỗ cái tâm mình á nên cái chỗ mà một con vật nhỏ chết mà mình đem chôn chắc chắn là người này tâm địa tốt nếu tâm địa người này làm mà chưa khởi lên tâm địa tốt như vậy thì họ làm lâu ngày nhất định là tâm địa họ càng ngày càng thiện càng ngày càng tốt tâm địa càng ngày càng tốt thì tự tánh hiển lộ từ cái chỗ nhỏ này làm mà lợi là ích lớn đó Quý vị phải nhớ rằng là chỗ này những đức nói rất là mạnh miệng Vì những đức đã làm nhiều năm rồi Cái chỗ mà chôn xác chúng sanh nhỏ chết Những đức đã làm rất là nhiều năm Nên khi những đức đọc đến công đoạn này Thì có cảm giác rất là sâu sắc Mỗi một anh em Hay là mỗi một vị Phật tử Khi nghe được Phật Pháp quý vị phải nhớ chúng ta nghe phật pháp mà có chỗ làm tương ưng với trong kinh giáo phật dạy tương ưng với lời chư tổ sư dạy thì quý vị đọc lời chư tổ sư đọc kinh của phật có chỗ cảm ơn và thấy vô cùng là thích thu nhưng nếu chúng ta học phật mà không có chỗ nào tương ưng với kinh giáo không có chỗ nào tương ưng với lời dạy của chư tổ sư thì cái cảm giác học Phật của mình không thích thú những đức nói chuyện nhiều lúc những đức đọc lại sách thì thấy có chỗ tương ưng thì ra là từ ngay cái chỗ nhỏ tu học từ 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 từ, từ rồi phát tâm thiện rồi phát tâm rộng lớn ra Khi tâm lượng rộng lớn ra Thì một cái việc nhỏ Chôn xác một chúng sanh Khi nó chết Nó nằm phơ thay Chúng ta chôn nó như vậy Mà chúng ta cũng có thể phát tâm từ bi Nên chùa chúng ta hồ cá Cá rất là nhiều Hâm hởm Nước trong hồ thiếu oxy thì những con cá tự nhiên nó thở không nổi nữa nó phình bụng lên thì những đức mới nhờ các chú mua mấy cái máy mà nó bơm nước lên nó tạo oxy á cho những con cá nó sống được khỏe đó gọi là hộ xanh đó và những đức để chiếc máy niệm phật xuyên suốt ngay hồ cá đó là cho những con cá này nghe được câu Phật hiệu Những con cá trong chùa chúng ta rất là có phước Như chuồng chim ở chùa chúng ta Cũng có phước rất là lớn Vì những đức bắt máy niệm Phật ngay chuồng chim những con chim này mỗi ngày nó được ăn, nó được nghe câu Phật hiệu Mỗi một người chúng ta trong chùa từng ngày từng ngày là đang làm cái hạnh gì? Tu tài thí, tu pháp thí và tu vô ý thí với tất cả những chúng sanh. Đặt một chiếc máy niệm Phật ngay cái chuồng chim cho chim ăn là tài thí, cho chim nghe câu Phật hiệu là pháp thí. Con chim này nó ăn được tâm là vô ý thí chúng ta nghe được phật pháp rất là nhiều phương pháp để mình tu tăng trưởng phước báo công đức nhân viên những con chim này khi thọ mạng nó đến nó chết ngay cái chuồng đó thì chiếc máy niệm phật này là hộ niệm cho những con chim này trong tâm chúng ta làm việc này có một nguyên lý và chúng ta hiểu được việc làm này nghĩ sâu sắc mở rộng tâm lượng ra những đức làm những chỗ này những đức chia sẻ với đại chúng và những công đoạn này đưa ra bên ngoài người bên ngoài nghe được quý vị phải nhớ chiếc máy rất là lợi ích vì xã hội hôm nay con người rất là bận biệu lo chuyện làm lo cuộc sống bận biệu lắm nếu người này mà ngồi đọc sách khó rồi quý vị biết xã hội hôm nay cầm sách giới thiệu cho người nói rằng quyển sách này rất hay khi cầm sách ra đưa cho họ họ nhận bằng một cách vô cùng là miễn cưỡng trong lòng của họ nói rằng thầy ơi thầy đưa con mà nếu con không nhận thì quá kỳ rồi nhưng mà thầy biết Gia đình của con bận biệu Làm sao mà có ngồi có đọc sách được thầy Cả ngày con Lo cơm ăn áo bận Thời gian đâu mà con ngồi con đọc sách được hả thầy Nếu mà thầy mà suy nghĩ Cho chúng con tiện lợi cho chúng con một chút á Thôi thầy đặt máy thì cho chúng con đi Nếu thầy mà đặt máy thì cho chúng con là Bao nhiêu Chúng con cũng nhận cả Mà con đi cho người cũng rất là nhanh thầy à Chiếc máy nó rất là tiện thầy à Khi mà con đi giặt đồ dưới sông á Thì con cầm chiếc máy theo á Con treo chiếc máy ở trên cái cầu Con giặt đồ trong thao á Thì con cũng nghe được thầy chia sẻ Phật Pháp Con đi vào đồng á Con bằng cỏ lúa Thì con cũng cầm chiếc máy theo á con treo chiếc máy trên cần cổ thầy nói pháp á con mần cỏ con cũng không bỏ công việc mà con cũng nghe được pháp của thầy giả con đi vào đồng á con đi xuất lúa đó con ngủ trong đồng con giữ lúa đó thì con cũng cầm chiếc máy theo vì chiếc máy của thầy á nó nghe pin á được hơn 20 tiếng nên con đi vào đồng á thầy cũng vào đồng với con Thầy nói Pháp ở trong đồng Con nằm con giữ lúa Con cũng không buồn Con nghe được Phật Pháp Con đi vào công sở Bận bịu quá Chưa về nhà kịp Có một căn phòng Thì con đến giờ nghỉ Con cũng bật lên Con nghe thầy chia sẻ Phật Pháp Muốn lễ Phật Thì con bật lên ngay điều lễ Phật Lễ được 45 phút Dù là không có tự Phật hình Phật Con vẫn lễ Phật được Con nuôi heo á. Con đi vào chuồng heo, con cho heo ăn, con cũng nghe được Phật pháp mà heo cũng nghe được Phật pháp. Con rửa mông cho con, con á, con cũng nghe thầy chia sẻ Phật pháp. Con lau nhà, con cũng nghe thầy chia sẻ Phật pháp. Có nghĩa là chiếc máy này có thể đi cùng với chúng ta và có thể nói pháp cho chúng ta nghe. Chúng ta không bỏ việc làm mà chúng ta vẫn nghe được Phật pháp lúc làm sanh tâm quan hỷ thì quý vị là bồ tát nên trong kinh giáo Phật dạy chúng ta mỗi một người khi nghe được Phật pháp ở nhà làm chồng thì là bồ tát chồng làm vợ thì là bồ tát vợ làm con thì là bồ tát con làm cháu là bồ tát cháu mỗi một người nghe được Phật pháp cương vị nào thì làm bồ tát cương vị đó như thế nào con mới làm bồ tát được thầy mỗi ngày làm vợ người ta giặt quần giặt áo lau nhà nấu cơm chăm sóc cho ông chồng nhiệt tình lo cho chồng rồi nhiệt tình dạy con nhưng khi ông chồng nói nặng mình đứa con ngỗ nghịch với mình mình biết rằng mình đi đến thế gian này chắc mình trả nợ cho người ta nên mình lo lắng cho người ta Mà người ta không biết ơn mình Mà người ta còn nói là nặng nhẹ với mình Rất là may là mình gặp được Phật Pháp Mình nghe Thầy giảng Thầy khuyên mình Nên vui vẻ trả nợ niệm thêm câu ai với Đào Phật Vẫn là nhiệt tình phục vụ gia đình Không hờn trách Không đi biêu xấu họ Không chửi họ sau lưng thì người này là Bồ Tát vợ còn bồ tát chồng kia đi lam lũ ngoài đường đi kiếm tìm cơm áo đem về nhà về nhà thì gặp ngay bà vợ bà bê tha bà để nhà cửa dơ giấy bà không dọn dẹp nhà cửa con cái thì mũi giải chảy tùm lum bà thì đi quýnh bài tứ sắc làm được bao nhiêu tiền đem về bà đều là đi quýnh bài đi đánh số sạch tiền nhưng người chồng này nghe được Phật Pháp Người chồng này biết Mình đến đây để trả nợ bà vợ này Thôi mình niệm thêm câu ai với Đạo Phật Để khi bỏ báo thân này Mình cầu giảng sanh về thế giới cực lạc đi Để chấm dứt cái khổ Như vậy thì mình đang trả nợ vui vẻ để trả bà đi Như vậy thì người chồng này nghe được Phật Pháp là Bồ Tát chồng Từng cấp từng cấp như vậy nghe được Phật Pháp Đều là mang tâm cảm ơn và chân thật niệm Phật để cầu giảng sanh thì người này đang phát tâm Bồ Tát đạo. Đó là Bồ Tát đó. Mỗi ngày quý vị sống rất là vui vẻ, rất là hạnh phúc. Người ta khổ đau như thế nào đó là chuyện của người ta, vì mình phiên người ta người ta cũng không nghe. Nhưng mà chúng ta học Phật gương mặt mỗi ngày vô cùng là rạng rỡ vui vẻ, sống không nặng nề gì cả. Như vậy thì chúng ta làm tấm gương người học Phật Nhiều người học theo từ là người cư sĩ ở ngoài đời Nếu quý vị nghe được những công đoạn này Quý vị làm được chỗ này Thì quý vị sống rất là hạnh phúc từ từ rồi Trong gia đình quý vị Người người sẽ vui vẻ theo quý vị Vì không ai dạy gì Đi buồn khổ làm chi Người ta vui mình buồn khổ làm gì Người ta mỗi ngày Lam lũ cực khổ làm việc như vậy Mà người ta còn không buồn mình đi chửi mắng người ta để mình thêm khổ mình đi chăm chích người ta để mình bị nặng trong tâm Người ta thì sống vô cùng là tự tại Tại sao mình không sống theo người ta để được tự tại Chính tấm gương của mình đã giúp cho những người bên cạnh mình sống được vui vẻ tự tại Nhiều cô ở trong bếp khi cùng làm việc chung với những đức Quý vị thấy có những người gặp những đức nói rằng con thấy thầy không giống ông thầy chút nào cả Nhìn không có oai nghi gì cả Nhưng Đức nói đúng rồi Không giống ông thầy gì cả Cũng tốt Quý vị biết rằng Họ nghĩ như thế nào đó là chuyện của họ Chúng ta Sống vô cùng là vui vẻ Không nặng nề gì cả Mỗi ngày còn lo được cho họ nữa Tôi không giống ông thầy gì cả Nhưng tôi lo được cho quý vị còn có những người vô cùng là giống ông thầy nhưng không lo được cho quý vị như vậy thì quý vị cần ai cần ai nên ngồi suy nghĩ đi một ông chồng này mỗi ngày sống đơn giản nhưng ông chồng này biết lo cho vợ biết thương vợ biết thương con còn một ông chồng này nhìn hình tướng thì bảnh bao dáng người thì đàn ông lắm nhưng không chung thủy với vợ không lo cho con cái ông bỏ nhà cửa ông đi có vợ nhỏ như vậy thì người đàn bà nên chọn người đàn ông nào nhưng cũng rất nhiều người đàn bà chọn người đàn ông bảnh bao đó nên cuối cùng lấy nước mắt để chan cơm để sống lo âu sống trong cái khổ bữa nay được nằm gần chồng nhưng ông chồng vừa đi ra khỏi nhà là sợ không biết ông có đi nằm với bà nào hay không đó là sống trong cái khổ Không bằng là sống an tâm Sống với một người chung thủy Tuy người, tuy người ta mỗi ngày sống đơn giản bình thường Nhưng người ta lo cho mình được Tại sao mình không ngồi nhìn nhận Người ta lo cho mình được là tốt rồi Giống ai cũng được Miễn làm sao người ta đến với mình nhiệt tình Người ta lo cho mình cơm ăn áo bận Có được cuộc sống một ông thầy không có oai nghi không giống ông thầy gì cả như những đức nhưng lâu lâu thì nhắc các cô các cô đi coi các cái xào đồ và hỏi các cụ coi những chiếc quần lót của các cụ có cũ chưa để đi mua những chiếc quần lót đó thay cho các cụ một người thầy không có oai nghi gì cả không giống ông thầy mà lại suy nghĩ ra những chỗ này để lo cho mình các cô trẻ sống ở đây các cô không thấy à các cô ngoài đời có một người chồng các cô kiếm một người chồng như những đức cũng hơi khó đó nhưng người chồng ngoài đời á thì nó dằn giặt mấy cô rồi từ từ á ra một cái bụng to đùng vô cùng là khổ còn người chồng này lo lắng cho mình vô cùng là chu đáo nhưng không bị tác dụng phụ là cái bụng to bị sinh bụng mấy cô khỏi bị bệnh ốm ngén khỏi sanh đẻ khó khăn như vậy thì mấy cô nên ngồi suy nghĩ nên biết ơn hay là ghét nếu chúng ta biết ơn Thì cái duyên này chúng ta trồng vô cùng là xấu Có thể hưởng cả cuộc đời Còn nếu chúng ta chăm chích sau lưng Thì cái duyên chúng ta một ngày nào hết Hết rồi Thì người này đi đến nơi khác Để một vụ chúng sanh nơi khác Quý vị nên nhớ Phát tâm Bồ Tát Đạo Tùy duyên tùy cảnh Nơi địa phương đó để mà phát Phù hợp vào nơi địa phương đó để mà phát Như vậy thì là đúng Từ nơi những cốt chuyện nhân quả này Mà chúng ta khai chuyển Tự tánh của chúng ta đó Có một cặp vợ chồng này đến gặp những đức than thở Lam lũ cực khổ Người chồng thì đi biển sát sanh nhiều Người vợ thì đem những cá này đi bỏ cho nhiều chỗ Kiếm được cũng nhiều tiền Nhà cửa cũng khá giả dạ. Lúc con còn nhỏ thì chưa đến nỗi Bây giờ thằng con trai 16 tuổi Nó bỏ học Nó không chịu học nữa Và khi nó đi vào trường nó học thì nó đánh người ta lỗ đầu chạy mau làm cho người cha người mẹ này phải sức tiền ra đền bồi nó đi đua xe nó té gãy chân người cha mẹ này phải bỏ tiền ra để mà lo thuốc men cho nó nó đòi đổi xe nhất định phải đổi xe cho nó hai vợ chồng này vô cùng là đau khổ Khổ đau không phải vì gia đình nghèo Mà khổ đau vì đứa con này Đến đi đòi nợ Nhận đức nghe Người chồng thì đi biển nhiều năm Bao nhiêu năm Hơn 25 năm Như vậy thì sát sanh Bao nhiêu chúng sanh Đồng tiền mà gia đình này kiếm được Là đồng tiền sát sanh nên đứa con sanh vào gia đình này là nghiệp quả sanh vào gia đình này để mà đòi nợ. Nên đứa con này là đứa con phá gia chi tử. Những đức nói với đôi vợ chồng đó chưa xong đâu, chưa xong. Nếu ông bà mà không nghĩ cái nghề này. Ông bà mà không đổi nghề khác, ông bà mà không cố gắng niệm Phật ăn chay. Chuyển đổi tâm lượng lại Biết bố thí cúng dường Thì khi ông bà tuổi già Ông bà sẽ khổ cùng cực Khổ gấp 10 lần Bây giờ Nhớ khổ gấp 10 lần bây giờ Bây giờ đã khổ Mà khi tuổi già của ông bà còn khổ thêm 9 lần nữa Cái khổ như vậy đây Vì cả cuộc đời của ông bà Làm nghề sát sanh Chúng sanh thương nhất là thân mạng Chư Phật Bồ Tát thương nhất là chúng sanh Nếu chúng ta có thể giúp đỡ và cứu được chúng sanh Là hành tâm nguyện của chư Phật Bồ Tát Nhận Đức đọc một câu chuyện Vị này tên Hứa Chân Quân Ông làm nghề săn bắn Cũng nhiều năm Một ngày kia Ông Dương Cung Ông bắn một con khỉ con té xuống. Con khỉ mẹ không sợ gì cung bị bắn. Con khỉ mẹ ở bên trong lao ra ôm con khỉ con. Con khỉ mẹ le lử ra liếm máu của con khỉ con. Và khi con khỉ con vừa chết thì con khỉ mẹ Ngước mặt lên trời Kêu góng thiệt là lớn tiếng Và chết tại chỗ Con khỉ con Thì Ông thợ săn hứa chân quân này Đem hai con khỉ Về nhà Măng thịt con khỉ con Mổ bụng con khỉ con ra Thì không có gì Khi măng thịt con khỉ mẹ Mổ bụng con khỉ mẹ ra Thì ông thợ săn này Vô cùng là kinh hãi ruột của con khỉ mẹ đều đứt từng đoạn từng đoạn ra hết vì chỗ đau lòng khi thấy con nó chết nó quá đau lòng rồi nó kêu gào lên đứt từng đoạn ruột mà chết ngay chỗ con khỉ con thì quý vị mới biết được rằng loài vật thương con cũng không khác chúng ta là loài người thương con chúng ta chúng ta thương con chúng ta như thế nào thì loài động vật cũng thương con của nó như vậy con kiến cũng có cha mẹ con chim cũng có cha mẹ bất cứ một con vật nào cũng có cha mẹ cả chúng ta hành hạ nó chúng ta giết nó như vậy thì cha mẹ nó cũng đau lòng chúng ta chia rẽ gia đình nó như vậy thì gia đình chúng ta chia rẽ gia đình này làm nghề sát sanh thì con vào đòi nợ Làm cho đôi vợ chồng này khổ đau Có tiền nhưng khổ Có danh nhưng khổ Đứa con khóa gia chi tử vào gia đình Không phải là một gia đình này khổ Mà là ông bà cha mẹ hai bên Cũng khổ hết luôn Bị một đứa con này làm Gia đình bên nội bên ngoại bất an khổ gì nó Vì khi một gia đình Mà sát sanh thì con cháu ít khi sanh được một đứa cháu thì ông bà nội ngoại hai bên rất là thương đứa cháu này cha mẹ cũng rất là thương đứa cháu này nhưng đứa cháu này lại là đứa cháu nghịch ngợm nên nó có năng lực để làm cho bên nội bên ngoại khổ và cha mẹ nó khổ nó đòi nợ như vậy đấy khi những công đoạn này những đứa chia sẻ một số gia đình ngồi suy nghĩ đi gia đình làm heo có tồn tại hay không Mới đây Có một gia đình này làm heo Đến nói với những đức rằng Gia đình của con làm heo nhiều năm Cũng có dư tiền Thầy biết Con của con Mới đây Vừa đâm người ta chết Bây giờ nó vào tù ngồi rồi Đó là chỗ làm cho người cha người mẹ này Vô cùng là khổ đau nè nếu người cha người mẹ này mà nghe được Phật Pháp á Có thể chuyển nghiệp lực trở thành nguyện lực á Thì người cha người mẹ này không nên khổ gì chỗ đó Vì cái nhân nó làm thì cái quả nó chịu Mình phải lo tu nhân tích đức để bồi duyên bồi đức lại Thì sau này có tương lai nếu chúng ta mỗi ngày âu sầu buồn khổ với cái nhân nó tạo cái quả nó chịu thì chúng ta đi đem cái nhăn mình cấm vào cái nhăn của nó để chúng ta cũng chịu cái quả như nó nó ở trong tù đang khổ đau chúng ta ở ngoài nhưng cũng như ở trong tù đang khổ đau đó là chỗ chúng ta đem nhăn của mình cấm vào nhăn của nó để chúng ta chịu cái quả cũng như đang bị ở tù nó kéo chúng ta vào cái nghiệp của nó để ta bị khổ như nó ta đừng làm chỗ này vì ta là người nghe được phật pháp ta phải chuyển nghiệp lực trở thành nguyên lực, như vậy thì vô cùng là đặc biệt Phật pháp giúp cho chúng ta có được chỗ an vui. Có được chỗ an vui thì mình mới có thể giúp nó. Nếu chúng ta âu sầu buồn khổ thì ai giúp được ai? Nên người trí tuệ giúp được người mới là chỗ tốt, giúp được người viên mãn nhất là đem Phật pháp chia cho người ta. Nên khi quý Phật tử đi về chùa để cộng tu quý vị dù là không bỏ tiền vào ngôi tam bảo cúng dường nhưng nếu quý vị có được chút ít tiền có thể đặt được một hai chiếc máy cầm gì tặng cho anh chị em tặng cho người già mình biết một chiếc máy này không bao nhiêu tiền nhận đức đọc ngay cái gốc chính của nó đặt bao nhiêu để lại cho quý vị bao nhiêu nếu nhận đức đều là cho toàn bộ thì những đức làm không nổi nên những đức làm chỗ này hướng dẫn người cùng làm để tạo duyên tạo phước chỗ này rất là lợi ích lớn cách nay hai tháng có sáu người đem muối đến chùa chúng ta cúng dường sáu người đem muối đến những đức tặng một chiếc mây Thấy những người này Phật Pháp Họ chưa đi sâu Họ chỉ thích bố thí cúng dường như vậy thôi Tạo phước để gia đình được giàu có Chúng ta tặng cho họ thử một chiếc may Thử như thế nào Họ mới đến đây cách nay hai ngày Dẫn thêm 10 người già nhà nghèo đến Đến chùa chúng ta ăn buổi cơm trưa Gặp những đức Nhận đức tặng mỗi người một chiếc nón Rồi cô đó cô đặt thêm Hai chục chiếc máy nữa Tặng cho mỗi một người già Một chiếc máy Rồi đem về Mười chiếc máy để tặng người thân Cô nói với những đức rằng Thầy tặng cho chúng con đúng một chiếc máy Mấy chị em chúng con chiền nhau để nghe Chúng con thấy vô cùng là lợi ích Và con cỡ mở trong tâm của con ra rất là nhiều việc buồn phiền Con nghe thầy dạy hôm nay con dẫn đến đây 10 người già Họ rất là khó khăn Cho họ biết chùa Cho họ tu được một thờ Rồi con đặt máy con tặng cho họ mỗi người một chiếc máy Và con giữ một chiếc máy Xuyên suốt con cứ nghe Thiệt là lợi ích Thầy à Đây là người thật việc thật Đi chậm nhưng vô cùng là chắc Người ta nghe từ 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 Rồi có được chỗ lợi ích lên Gia đình của mấy cô trong đây Mấy chú trong đây Có nhiều gia đình Có một gia đình ở trong đây Tính ra người thân của họ Ở đây tu Hình như là gần 5-6 người đó Gia đình của họ Anh em của họ bây giờ Mỗi một người bây giờ đều biết học Pháp hết Từ ngay chỗ nào Quý vị biết hay không? Chiếc máy Gia đình mỗi lần mà lên đây Gặp những đức rất là quý, những đức Từ nơi đó mà chiếc máy Những đức chia sẻ Họ nghe, họ chịu tiếp nhận Những đức hỏi có lợi ích hay không? Họ nói Gia đình của con lợi ích rất là lớn Lúc trước cứ lam lũ đi kiếm tiền Nhưng mặt vợ, vợ xài Mặt chồng, chồng xài Con cái thì ngộ nghịch Nhờ chiếc máy này mà con sắp xếp được gia đình của con Gia đình của con hôm nay được hạnh phúc Làm ăn lại có dư giả tiền bạc Từ ngay chỗ nghe được giáo dục Nên gia đình sống khuôn khép đàng hoàng Mọi người đều sống có sự tôn trọng lẫn nhau Nên gia đình này mới hạnh phúc Nên những đức nói Khi một số anh em đại chúng trong chùa Chúng ta tu học ở trong chùa như vậy Chúng ta nên ngồi nhận xét Chúng ta không nhất thiết rằng Mình là người giúp được chúng sanh đâu Vì chúng ta chưa đủ duyên Làm sao giúp được chúng sanh Nên những đức thường nói rằng Anh em, quý cô, mấy chú Mấy cụ Nên đem cái nhăn của mình Để cắm vào cái nhăn người ta đang làm Để nó chỗ ra cái quả Giống người ta Người ta có được cái duyên Khuyên lên người khác tu mình thì chưa đủ cái nhân duyên hoặc khuyên người ta tu thì mình phải nương vào cái nhân cái quả của người này để người này độ gia đình mình miễn làm sao gia đình mình nghe được Phật pháp chịu tu mình độ hay là ai độ cũng được chúng ta chưa đủ duyên thì chúng ta nên làm chỗ này đây mới là tâm lượng lớn mà duyên phước của mình cũng theo đó mà tăng còn nếu chúng ta tình chấp vào đó là cái ta cái ngã và cái đố kỵ trong tâm Ta cũng là người tu Ta phải độ Mình chưa đủ duyên không có độ được đâu Người thân của mình nhiều lúc á, Mình không độ được Nhưng mà người khác độ được Những đức thấy rất là rõ ràng Nhiều cô trong chùa Ở trong chùa tu xuyên suốt Nhưng mà chỉ có chiếc máy đưa về nhà thôi nghe Mà gia đình người ta bây giờ Biết được Phật Pháp vì các cô tin tưởng những đức rồi các cô cũng tôn trọng từ ngay cái nhăn như vậy mà gia đình của họ vào đây cũng tôn trọng. Những đức thấy rất là rõ ràng những đức chia sẻ cho đại chúng nghe nha Quý vị biết á một chú, một cô, một cụ nào ở trong chùa chỉ cần tâm của họ mà có tâm cung kính sống có quy củ nghe quý vị. Người thân của họ vào chùa cái duyên vô cùng là thù thắng. Duyên rất là thù thắng những đức thấy rất là rõ ràng không phải là chúng ta dị tình họ để đến người thân họ gì cả mà lạ thai chính cái nhăn của họ gieo hình như là người thân của họ cũng hưởng được đó quý vị tự nhiên người thân họ vào chùa thì chúng ta lại gảnh gỏi rồi ngồi nói chuyện rồi tặng quà cáp rồi chia sẻ phật pháp vô cùng là gần gũi nhưng mà có những cụ tự nhiên người thân của họ vào chùa mình muốn gần gũi nói chuyện cũng không gần gũi được không nói chuyện với họ được mà vừa mới gặp thì tự nhiên là có công việc mình phải đi liền đều là trở ngại hết thì nhận đức phiên quý vị rằng chúng ta sống ở đâu nó phải có quy củ ở nơi đó mình phải theo cái quy củ đó mình sống mình phải có tâm cung kính nên nó có nhiều vị nói rằng Thầy còn trẻ quá, thầy chia sẻ Phật Pháp Con ở đây sống với thầy Con muốn tin thầy lắm nhưng mà Con không dám tin Con sợ thầy đi sai đường Rồi con bị đỏ lạc thì sao Những Đức nói Quý vị là người học Phật Không lẽ đúng sai vì không biết đường chút nào sao nếu quý vị là người mê đến cái mức như vậy Thì quý vị học được ai Lời của Phật, lời của chư Tổ Là lời của Bậc Đại Trí Tệ Quý vị là kẻ mê hoặc điên đảo như vậy Thì làm sao quý vị nghe được lời đó Không lẽ cái người mỗi ngày lo cho quý vị Và hướng dẫn quý vị Quý vị không phân tách ra được chút nào để học Chỗ nào đúng, chỗ nào sai Quý vị không phân tách ra được sao nếu người này quý vị nghe mà quý vị còn chưa phân tách được. Như vậy thì quý vị đọc lời chư tổ quý vị tiếp nhận nổi không? Lời chư tổ là lời người có trí tuệ, chúng ta phải có năng lực có trí tuệ mới nghe nổi. Từ cái bồi dưỡng với cái nơi ở của mình lâu ngày. Từ cái chỗ cung kính phát lên mới đọc lời của chư tổ có hương vị. Anh em những đức nói không biết bao nhiêu lần chỗ này anh em không tin chỗ này là xác thực đó anh em chỉ cần có tâm cung kính sống có khuôn khép sống có quy củ sống biết tôn kính người trên biết quý người dưới anh em chỉ cần sống như vậy thôi đọc lời của chư tổ là có hương vị liền có chỗ cảm ứng liền có chỗ tương ưng liền còn nếu anh em không có cái tâm này dù cho phật xuống trước mặt anh em để hóa độ anh em anh em cũng sẽ không tiếp nhận vì không có tâm cung kính Thì không tiếp nhận được Không chi là một người mỗi ngày lo cho mình Người ta không có lấy mình một cắt bạc nào Thí dụ như mình không tin tưởng họ Mình đi tìm người nào mình tin tưởng mình học đi Còn nếu mình ở chung với họ Mà cái nhăn của mình không đúng Thì làm sao cái quả của mình được tốt Nhăn quả tương ứng Mình ở đâu là cái nhăn ở đó thì cái nhân đó tốt thì mới nó ra cái quả tốt Còn mình ở đó mà cái nhân của mình không đúng Mà mình muốn đi tìm cái quả đúng có hay không Anh em tu học Các cô, các cụ tu học nghe những đức nói chỗ này Và đại chúng ngoài đời quý vị nghe chỗ này Quý vị ngồi suy nghĩ đi Nhân quả cùng đi song song với nhau Hạt ớt thì trồng ra là trái ớt Hạt cà thì trồng ra là trái cà Hạt gai gốc thì trồng ra ga là gai gốc. Hạt giống nào thì ra quả này. Chúng ta là người tu học mà không chịu nhìn nhận chỗ này mà muốn học cái chỗ cao xa, học được hay không? Lớp 1 chưa học xong mà muốn học đại học à? Làm sao học được? Những chỗ này chúng ta nói lớp 1 cũng là lớp 1. Nếu chúng ta nói đại học cũng là đại học. Phật Pháp quy về nhân quả Cuộc sống nhân sinh của con người Đang hiện hữu ở quả địa cầu này Điều từ nhân quả mà chiêu cảm với cuộc sống của chúng ta Tốt hay sâu Mỗi một người phải nhớ kỹ Từ nhân quả chiêu cảm tiếp làm người Từ nhân quả chiêu cảm kiếp làm loài gà, loài dịch Loài chim, loài cá, loài gùi, loài mũi, loài kiến, loài giáng đều là do nhân quả mà chiêu cảm ra chúng ta phải tin tưởng nhân quả gieo nhân gì thì gặp quả này nếu tin tưởng chỗ này thì ngày ngày chúng ta nghĩ thiện làm thiện thì ngày ngày bình yên tháng tháng bình yên năm năm bình yên một đời bình yên thì một đời vui vẻ vui vẻ niệm phật thì đời này nhất định được giảng sanh từ nhân quả mà chúng ta chia sẻ Phật Pháp như vậy Vô cùng là đặc biệt Nên mỗi một người học Phật phải nghe nhân quả Có nhiều vị như kẻ cùng tử đi đầu này đi chỗ nọ Gặp được duyên một ngôi chùa có giáo dục tu hành Như vậy mà cũng không chịu nhìn nhận Thời gian chúng ta đi thiệt là nhiều được cái gì Gặp thiệt là nhiều chúng ta học được cái gì Học được phù phiếm, học ra quyền não Còn người ta mỗi ngày Hình tướng không giống ông thầy Chạy lăng xăng Chạy lăng xăng vì cái gì Quý vị ngồi Nhìn cái ông thầy đó chạy lăng xăng Làm gì vậy Ông chạy lăng xăng đi kiếm tiền Ông chạy lăng xăng đi chửi người Ông chạy lăng xăng đi sát sanh Ông chạy lăng xăng đi làm điều bậy bạ Hay là ông chạy lăng xăng đi nấu cơm cho người ta ăn Đi quét chùa, đi dọn dẹp chùa, đi sắp xếp cho người ta tu Đi hướng dẫn Phật tử niệm Phật Quý vị nên coi ông đang lăn xăng cái gì Lăn xăng cái gì Thì nhăn như nào Thì ra quả này Chúng ta không chịu nhìn Cái nhăn của người ta làm để học theo Từ nơi đó Quý vị phải nhớ Tốt gỗ hơn tốt nước sơn Phải nghe rõ nha Nước sơn, sơn bên ngoài vô cùng là bóng Nhưng thời gian rất là mau nước sơn này nó phai rồi nếu mà quý vị gặp được một cây gỗ tốt có thể cả đời quý vị chết đi mà cây gỗ này còn chưa mắc đó nên trong phật pháp quan trọng là gỗ tốt nước sơn chỉ là hình thức dẫn về gặp cây gỗ tốt thôi nên nước sơn là phương tiện còn nếu quý vị lấy nước sơn để làm chính thì nhân của quý vị là như vậy Thì quả quý vị là như thế nào Hãy nhớ kỹ Nước sơn là phương tiện Vì chúng sanh thích màu sơn Nên người Hướng dẫn Chư Phật Bồ Tát thị hiện Lấy nước sơn Để vẽ lên màu sắc Chúng sanh thích màu sắc Chạy đến để coi màu sắc Thì chư Phật Bồ Tát mới dẫn họ đến một nơi có khúc gỗ tốt cho họ nương như vậy thì là đúng kinh giáo của phật độ chúng sanh cũng như vậy đầu tiên là phương tiện đến sau là thật chất độ chúng sanh phải nhớ kỳ từ nơi đó mà mỗi một người nghe được phật pháp quý vị phải nhìn nhận nhân quả cho sâu sắc một cốt chuyện có người chôn sát rắn Chúng ta có thể chia sẻ ra nhân quả Vô cùng là phong phu Như vậy thì người người nên phát tâm từ Lớp đệ tử quy những đức hướng dẫn các cháu Còn nhỏ Đã dạy cho các cháu không được sát sanh rồi Những đức biết rằng Cái nghiệp sát sanh là đại nghiệp Người mà sát sanh nhiều Thì tâm sân si Gương mặt nhìn ghê gớm lắm Họ mỗi ngày họ sống Phiền não nhiều lắm có một cái ông này, ông đến ông kể cho những đức nghe một câu chuyện. Ông nói, lúc ông còn làm quân nhân, thì sống cùng chung với anh em trong quân nhân. Nơi ở có nuôi một số chó. Thì những vị cấp trên càng ăn giết bằng cách như thế nào. Con chó đang đi đi như vậy có một khúc cây vừa tay thiệt là chắc đi tới gần cầm khúc cây đó quết vào đầu con chó con chó bể đầu máu xịt ra con chó lăn 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 le lử ra máu me dầm về con chó chưa chết còn dễ dậy Cầm khúc cây đắp thêm một phát nữa Con chó tắt hơi rồi Cặp mắt con chó Mở trận trắng ra nhìn con người đập nó Thì ông kể cho những đức nghe Trong số đó ông biết một người Còn những người kia thì Sau này ông không gần gũi Ông không biết Nhân quả đến với người đó Khi người đó gần chết Y như là con chó gần chết vậy đó Và hước mãi không chết được Và le lử ra Khi chết xong thì con mắt trợn trắng ra Máu trong miệng ốc ra Lỗ tai máu chảy ra Ông đó ông kể những đức nghe Rõ ràng thầy ơi Gieo nhăn gì gặt quả nấy thầy ơi Bây giờ con tin 100% Quý vị thấy Từ nó ngay những chỗ này mà con người ta không tin Vì miếng ăn mà con chó đang đi như vậy cầm cái cây đập vào đầu nó con mèo gai bẫy nó rồi bỏ nó vào bao rồi nhận nó xuống nước nhận, nhận một chút nó chưa chết thì tiếp tục nhận nữa nhận nữa nhận một chút thì đem lên con mèo chết tươi như vậy bót lên một chảo nước sôi để con mèo vào cạo da nó con gà đang sống như vậy Giúp nó hoặc là cầm cây liền nó gãy chân Bắt đầu Lấy hai chân đạp vào chân nó Lấy con dao cắt cổ nó Máu chảy ra Chảy ra Chúng ta gieo cái nhăn như vậy Mà khi chúng ta khổ đau thì chúng ta kêu gào Nên trong kinh giáo Phật nói rằng Bồ Tát thì sợ nhăn Chúng sanh thì sợ quả Nhân thiện thì không chịu tạo Mà quả ác đến thì kêu gào than thở Nên bao nhiêu người bệnh hoạn Là từ nó ngay chỗ nào Từ ngay chỗ sát sanh mà ra đó Nếu đời này chưa sát sanh là đời trước sát sanh Nên chiêu cảm làm người bệnh hoạn Nếu đời này mà tập ăn chay phóng sanh Hộ sanh khởi lên tâm từ từ nơi đó đoạn nghiệp thì hết nghiệp Nghiệp sát sanh vô cùng là đáng sợ Phải nhớ Chúng ta nghe được những chỗ này Nên phát tâm thiện quý vị à. Những đức cũng là Từng nấu ăn thấy cái chỗ sát sanh nhiều Bây giờ mình học Phật rồi Mình đem chỗ này mình lý giải ra cho người ta nghe Đây là xác thực Rất là nhiều gia đình sát sanh Không có được lợi ích lớn gì cả Chỗ giết chúng sanh đáng sợ quá Vì miếng ăn Mà giết giả mang quá quý vị ơi Nhà những đức Ở dưới quê Lúc trước có một gia đình này gần nhà những đức Gia đình này Cái ông này tên ông Thông Ông làm nghề đồ tể Ông giết heo, giết bò Đồ rất là nhiều nha Nhất là giết bò, ông giết nhiều nhất cái thờ đó đó là giết bò, giết châu là chưa có như bây giờ. Bây giờ là nghe nói nó chích điện nghe. Chích điện. Còn lúc đó là chưa có dùng cái cách này để giết. Quý vị biết ông có một cái búa to lắm. Tướng tá của ông thì lực lãm lắm. Ông mới siết con bò, con trâu này vào một cái khúc cây thiệt là chắc. Ông siết chắc vào. Thì cái sừng của nó kẹp vào cái khúc cây đó Nó đưa cái chán nó ra Ông mới lấy cái búa đó Ông quết vào đầu nó Mà không phải quết một cái mà chết Quết rất là nhiều cái vào đầu Thì con bò này nó gống Con trâu này nó gống thiệt là lớn lên Thì quý vị biết con mắt con bò con trâu nó rất là to Nó rất là to Khi mà nó bị đập vào đầu như vậy Thì cặp mắt của nó trợn lên trợn lên Cặp mắt của nó lộn 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 ghê gớm lắm mà đập nhiều cái lắm con bò con trâu này mới chết và nó góng lên nó gống lên máu miệng nó chào ra cái đầu nó xịt máu ra thì cái chết nó đáng sợ lắm quý vị biết khi ông mà gần chết đó nghe ông góng như con bò con trâu và không chết được rất là nhiều ngày nhiều tháng nhiều năm thì quý vị biết rằng có một người kia nói rằng đem cái phương tiện mà ông làm trâu làm bò đó đó làm heo đó đó đem lại và đem con dao đem cái búa đó đó búa thì để vào đầu còn dao thì liếc tới liếc lui vào cổ ông thì quý vị biết một chút sau thì ông gống lên những tiếng trâu tiếng bò ông kêu lên những tiếng heo rồi xong ông trợn trắng mắt ông trên đây là đi đỏ ba đường ác đó đáng sợ chưa nên những người mà làm nghề này để kiếm tiền lo gia đình gia đình không được tốt mà chính quý vị cũng phải đi đỏ là con cái quý vị là phá gia chi tử đi vào nhà nên những đức chia sẻ những chỗ này đại chúng trong chùa chúng ta đó mỗi ngày thương những chúng sanh nhỏ, mà chúng ta còn khoác lòng từ hộ sanh phóng sanh rồi hộ sanh rồi chúng ta đem những cái tâm sân si ích kỷ trong lòng mình bỏ ra đi các cụ à. Như vậy thì mình học Phật có được lợi ích. Chúng ta học Phật là gương mặt phải vui vẻ, quang hỷ, tha thứ, thương là như vậy. Như vậy thì chỗ học Phật chúng ta tốt. Ngay chỗ là chúng ta bỏ vật trong tâm ra, chúng ta ăn chay niệm Phật. Sống vui với đạo, sống trong chánh pháp, như vậy thì con người chúng ta còn hạnh phúc gì bằng. Có một gia đình đi vào đây, hôm qua những đức gặp, người mẹ nói một câu. Những đức nghe cũng vui lấy giùm với một anh em. Người mẹ nói một câu rằng: "Thầy ơi, đợt này con vào đây con thấy con của con, con tin tưởng ông con này đó. Con thấy ông con này bây giờ được rồi đó." Tự nhiên trong lòng của con thấy ổng lúc này ổng chịu tu hành và ổng có tâm tu rồi đó, con thấy tự nhiên con phát lòng ra là con có sự tin tưởng ổng. Những đứa nghe câu này, những đứa rất là mừng với một anh em khi mình đi tu mà cha mẹ mình đặt lòng tin vào mình như vậy, như vậy thì bản thân mình phải như thế nào? Bản thân mình phải cố gắng, đừng để lòng tin của cha mẹ bị thất vọng vì mình nữa. Cái khổ đó cũng như là một con người từ trên đỉnh cao mà gớt xuống vậy đó. Nên những đức chia sẻ những câu này để cho mỗi một người ở trong chùa tu học. Quý vị phải gắng tu học, nỗ lực tu học, phục vụ chúng sanh nhiệt tình, không có hờn trách họ gì cả. Đều là nhiệt tình. Đó là quý vị đang gieo cái nhân, cái phước, cái duyên để người thân mình vào đây gặp mình, họ phát lòng tin với mình. Thì mình nói Phật pháp họ mới nghe, phải chăng thật mà làm như vậy Thì có nhăn nhất định là có quả Sáng hôm nay chúng ta học tập đến đây Xin mời quý vị chấp tay lên hồi hướng Nguyện đem công đức này Hướng về không tất cả để tử và chúng sanh đồng sanh về Tịnh độ